Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu sản xuất năm 2016, bản full mọi người nhá, màu đen. Và chiếc xe này thì nếu như anh chị nào mà theo dõi kênh YouTube hay là có để ý em qua Facebook hay Zalo ấy, thì chắc hẳn anh chị cũng đã xem video về chiếc xe này rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay thì em quay lại để cho mọi người xem sau khi mà spa xong và đang có mặt ở tại cửa hàng, cũng như là xe đang có mặt ở Hà Nội rồi. Chiếc xe này là chính bản thân em là người đã xem xe tại Sài Gòn, sau đó mua ra và chạy xuyên Việt từ Sài Gòn ra đến Hà Nội rồi, test khoảng tầm hơn 2.000 km về chiếc xe này thì em đã chạy thử rồi và em đã test qua rồi, mọi thứ đã ok hết rồi, đảm bảo về chất lượng cũng như là mọi thứ chuẩn chỉ về chiếc xe. Em chạy khoảng hơn 2.000 km thì em thấy nó cũng khá là hợp lý và vừa tiền, trong cái khoản tiền từ 800 đến 900 triệu ấy, thì khó có một sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn chiếc xe này. Rộng rãi, 7 chỗ, đa dụng thật sự, và nó đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu của một người lái xe cũng như là gia đình trong một chuyến đi dài cần. Có đầy đủ option nhé, ví dụ như rửa đèn pha này, có cửa sổ trời, toàn cảnh, panorama. Đặc biệt là như chuyến vừa rồi em đi xuyên Việt ấy, thì em ngắm được biển khá là nhiều, dùng được cái cửa sổ trời panorama rất là thích. Ngoài ra nữa thì vẫn có gập gương tự động này, có đề nổ start stop, có phanh tay điện tử, có sấy ghế, có rèm chắn nắng ở phía sau. Và trên bản full, bản premium này ấy, bản full ấy thì được sử dụng là răng 235/55R19 mọi người nhé. Lốp này là một dàn lốp được chủ xe cũ họ thay năm 2021, cuối năm 2021 mọi người nhé. Cái này là date lốp của nó này, tuần thứ 42 của năm 2021 đó, về cuối năm. Xe này của em là một chủ sử dụng từ đầu, tên cá nhân một chủ sử dụng từ đầu, chạy được 6 vạn km, gần 7 vạn mọi người nhá. Máy dầu, một chủ sử dụng từ đầu. Và xe này vẫn còn bảo hiểm thân vỏ mọi người nhá. Các bảo hiểm thân vỏ thì như mọi người biết rồi, xe nào có thì càng tốt, còn không có thì mình cũng không sao, tại vì xe cũ mà. Nếu mình mua thì mình muốn cần dùng thì mình phải mua thôi. Tuy nhiên là chiếc xe này được một cái là một chủ sử dụng từ đầu, họ rất là giữ gìn và bảo quản rất là cẩn thận. Bảo dưỡng định kỳ, thay dầu, thay mỡ, đầy đủ, tất cả đúng định kỳ. Và như mọi người thấy đấy, thì vẫn còn bảo hiểm thân vỏ. Điều này thì chứng tỏ được là chủ xe này họ cũng rất là yêu xe và thích xe. Cho nên là khi mà mua chiếc xe một chủ dụng từ đầu, họ rất là giữ. Sau đó họ vẫn mua bảo hiểm thân vỏ để bảo hiểm cho chiếc xe của mình khi cần thiết. Đó, xe rất là đẹp luôn. Biển Bình Dương nhá. Cái biển số này hiện tại thì em vẫn đang để nguyên, vì đợt vừa rồi em đi về em chưa rút hồ sơ. Nên là sau đó nếu như anh chị nào ở Bình Dương mà muốn lấy chiếc xe này thì em vẫn có thể để nguyên cái biển số này. Còn các anh chị ở tỉnh khác thì em sẽ làm thủ tục rút hồ sơ để cho anh chị đăng ký được nhá mọi người nhá. Hàng ghế thứ ba thì gần như là không có người ngồi rồi. Ở đây thì có cái màn hình nguyên bản theo xe, em vẫn đang để nguyên đây. Ở bên trên thì đã được thêm màn hình Android thông minh rồi mọi người nhá. Đó, ở đây vẫn còn ni lông này, còn nguyên này, chưa dùng đến ạ. Cửa sổ trời panorama, bản full thì sẽ có cái option này, còn bản thiếu thì sẽ không có đâu ạ. Đây thì vẫn có cúp điện. Đó, bản full thì cũng mới có cúp điện nha mọi người nhá. Lưu ý cho em một số cái option như thế này, chẳng lại nhầm bản full và bản thiếu đấy ạ. Chiếc này thì bây giờ nó vẫn khá là hợp lý. So với những chiếc xe bây giờ mọi người định mua máy dầu 7 chỗ cho gia đình sử dụng ấy, thì cũng khó có sự lựa chọn nào phù hợp hơn những chiếc Santa Fe như thế này. Máy dầu thì rất là hiếm. Tucson máy dầu mới nhá, có nhưng mà ít hơn. Ở đời 16 này thì gần như là không có. Và Tucson thì nó là phân khúc nhỏ hơn và chỉ là 5 chỗ thôi. Cái này nó là 7 chỗ ạ. Đây có rèm chắn nắng ở phía sau này, cũng khá là tiện lợi khi mà đi trời nắng ấy, sẽ giảm được ánh nắng vào trong xe. Đấy, tiện hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là chúng ta có không gian riêng tư, khi mà chúng ta cần riêng tư một chút thì có thể có cái rèm chắn nắng để chắn bên ngoài nhìn vào bên trong. Thêm nữa thì ở đây sẽ có gập gương tự động và có nhớ ghế mọi người nhé. Bản full mới có đấy ạ. Đây ạ. Tất nhiên là một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình không thể đòi hỏi nó mới tinh như những chiếc siêu lướt hoặc là mới tinh được. Đó. Tuy nhiên là xe đã qua sử dụng như chiếc này em nhận định ấy, thì khá là ok rồi, hợp lý rồi. Vì là đã qua vài năm thì không thể tránh được những cái xước sát hoặc là những cái hao mòn, mình phải chấp nhận thôi. Còn xe cũ thì với cá nhân em ấy thì em thấy như chiếc này là đẹp rồi. Máy dầu của 2016 là đẹp rồi, chiếc này là đẹp rồi.
Lát nữa em sẽ mở cái màn hình Android và quay lại cái vô lăng cho mọi người xem. Bây giờ thì mời mọi người nhìn qua cái khoang động cơ này một chút nhá. Nếu như anh chị để ý kỹ thì hôm trước khi mà em mua được xe ấy, thì em chạy ra thì em có thay dầu. Nó mới thay dầu và mới chạy được có 2.000 cây thôi. Anh chị nào cẩn thận thì về mình cũng có thể thay. Còn nếu không thì vẫn chạy được khoảng tầm 3.000 nữa mới phải thay dầu mọi nhá. Dầu hôm trước em thay là dầu 5.000 ạ. Đó, có nước mát và nước rửa kính em đã kiểm tra rất là đầy đủ trước khi em chạy ra. Về khối động cơ ở đây thì tất nhiên là mọi người mua xe thì sẽ được đảm bảo về mặt chất lượng và cam kết chất lượng với mọi người. Mọi người có thể mang xe vào hãng hay là bất kỳ gara đại lý nào trên toàn quốc nhé, để kiểm tra về chất lượng của xe. Bên em sẽ hỗ trợ mọi người đi test cùng mọi người luôn. Các anh chị ở xa thì hoàn toàn yên tâm là nếu như anh chị lấy xe ấy, thì em sẽ cho ship xe đến tận nơi, rồi anh chị có thể mang xe vào hãng hoặc bất kỳ gara đại lý nào trên gần nhất để mình kiểm tra về xe. Đó, đấy là về chất lượng nhé. Còn là việc giao xe thì cứ để bên em lo, mọi người chỉ cần chuyển tiền thôi, ship xe đến tận nhà cho mọi người. Màu đen, máy dầu Santa Fe 2016. Ở đây mọi người nhìn cho em này, cái ni lông này vẫn còn nguyên này, còn chưa bóc đâu. Đấy. Những cái xe một chủ từ đầu thì thường họ rất là giữ những cái điểm như thế này. Ở bên kia cũng vậy, bên này thì cũng có, bên này cũng có như vậy luôn. Cả hai bên ghế đều. Đây, mọi người nhìn rõ không nhỉ? Đó, cả hai bên thì vẫn còn ni lông, vẫn còn bọc ni lông. Đây, vị trí nhờ ghế nhá mọi người, chỉ cần ấn nút thôi, như em đang ấn này. Đó, em đã lưu sẵn ở vị trí số 1 rồi. Khi chúng ta lên xe chỉ cần vào thôi, nó sẽ tự chỉnh cái vị trí và cái gương cũng như là mọi thứ mình setup sẵn rồi, cài đặt sẵn rồi. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Còn đây là màn hình thông minh, màn hình đời mới rồi. Màn hình cũ, màn hình zin thì vẫn còn đằng sau nhé mọi người nhá. Anh chị nào thích thì em vẫn để nguyên cho mọi người. Đó, khá là tiện lợi. Đấy, những cái nút bấm ở đây vẫn còn khá là mới này, không hề bị trầy xước một chút nào đâu. Khá là ổn. Với cả hai nữa là so với những chiếc xe máy dầu thì rất nhiều xe sẽ công ty sẽ có nhiều người chạy và nhiều người sử dụng thì chất lượng nó không được mới. Và mọi người chạy, nhiều người chạy thì tất nhiên là sẽ không giữ bằng một người rồi. Họ rất là giữ gìn chiếc xe của mình, mua một chủ từ đầu thì rất là thích. Ở đây nữa, cần số zin nguyên bản hết mọi người nhé. Có phanh tay điện tử, auto hold và có sấy ghế nữa. Bản thiếu thì sẽ không có đâu ạ. Đây có cổng USB và chúng ta có thể kết nối điện thoại trực tiếp vào xe luôn. Cái này thì chúng ta có thể kết nối vào xe luôn, kết nối Apple CarPlay. Hôm trước thì em có sử dụng cái này để chạy trên đường rất là tiện lợi đấy ạ. Và tất nhiên vẫn đủ hai chìa khóa cho mọi người nhé, có hai chìa khóa đầy đủ luôn. Bên em thì có cả dịch vụ đổi các xe, nếu như anh chị muốn đổi chiếc xe của mình đang đi lấy chiếc xe này thì vui lòng alo cho em để chúng ta cùng trao đổi. Bên em nhận thu mua đổi các lại xe đã qua sử dụng trên toàn quốc, hoặc anh chị muốn bán chiếc xe của mình đang đi thì bên em vẫn nhận mua lại trên toàn quốc mọi người nhé. Đây, cửa sổ trời panorama đấy ạ. Hiện tại thì bên em đang bán chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu sản xuất năm 2016, một chủ dụng từ đầu, chạy được 67.000 km, xe rất là mới, màu đen biển số tỉnh. Giá này em sẽ bán với giá là 888 triệu mới nhé. Giá này thì em sẽ bao rút hồ sơ cho quý anh chị luôn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ở trong video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để xem được nhiều video của bên em hơn. Em là Song Thảo, xin chào và hẹn gặp lại.